Đây là cái nắp kim. Bên kia. Không. Ghê quá à. Chị ơi, nếu nó hết nằm luôn bên kia nha. Không biết, thấy nó cứng ngứa này đỏ lồn. Từ từ. Từ từ sister. Anh làm bộ này phải. Thiệt không? Thiệt, anh nói nó giỡn đó. Chị sẽ thấy bớt ngứa này nè. Trust me. Em bị ngứa em cũng làm vậy đó. Ngồi mày. Ừ. Ừ, máu nó ra quá trời vậy. Ôi. Quấn à. Thì hôm qua ảnh hồ chị biết rồi. Ngứa quá đây nè. Từ từ, từ từ, từ từ, không đâu. Tôi công nhận cái móng tay chị mập thiệt cái gì cả. Đâu? Như một cái đòn bánh tét. Đâu? Như một con siêu vậy. Cái nồng nó kìa. Cái dễ thương ha. Thằng nặng hoài vậy mày? Từ từ chứ nặng bớt đi chứ. Chứ nặng có một miếng sao được. Thơm quá bún bò. Cái gì vậy? Quá bún bò. Ai ăn? Két. Nó bầm á. Nó đứa đó. Không hết rồi nè không? Không, tự hết rồi đó. Hết ngứa chưa chị Khanh? Đâu có biết đâu chưa, từ từ. Mấy ngày nay chị cũng hơi bị khó chịu cái vấn đề này mình trên. Cái là bị lại khi hôm đó. Bị lại luôn nữa. Phiền lắm á nha chị Khanh. Ui da. Hồi nãy giờ con ngón hả? Nặng đó hả? Quá trời máu vậy. Nặng cái nó bớt ngứa. Em mà em ngứa lại em lấy cái đoạn đâm cho ra máu cái em nặng cho nó hết. Bớt à? Một là bớt, hai tối này cái gì mà lên nhất? Tôi đang bị đau á. Ở tôi đây đừng bớt, đau quá. Đau thiệt á. Ba. Yeah. Ba hỏi con ngày xưa ba 33 là chừng nào? Chừng 7 luôn đó. Không có đi kiện là gì vậy? Mình xử cái show Việt Nam. Ôi hả? Trời ơi, đó giờ mới ra lại hả? Trời đúng rồi, đúng mấy rồi. Năm, 3 năm. Ngày xưa là cái gì con? Cái show nó ra sao? Cái show của ông hài kịch vui lắm. Em thích nhất là cái show Tấm Cám. Mà Thành Lộc. Thành Lộc 37 là ở đây hả? Ở bên Việt Nam. Việt Nam mình 25 mình mới về mà. Nhưng mà nó chiếu, nó diễn lâu rồi. Nhật nào cũng có ngày xưa mà. No, bây giờ mới ra lại, giờ hết rồi. Hỏi đi về là chị phải coi đi cáp. Hỏi mà khoái coi Thành Lộc với lại Tân Khánh. Hỏi Thành Lộc hả? Dạ con không phải. Hỏi Thành Lộc. Lịch diễn hả? Lịch diễn để hỏi. Nó khi nào? Đình Toàn. Đình Toàn. Nó không có để tới khi nào hả các? Không có. Sẽ giống hát bội vậy? Không, tịch hình. Giống như nó câu chuyện câu cổ tích của chị con Tân Khánh. Làm Thành Lộc lịch diễn ngày xưa, 22 đi con. Ngày xưa có mẹ bán dưa, bà ngồi hàng xóm. Ngồi bất địch chứ. Chớm gì? Sao nó tím lè vậy hả? Ừ, cũng hơi bất bớt. Bớt sao ngày nói vậy mà. Sẽ làm cho cái chỗ này, cái máu mình chỗ này nó ngứa, máu ngứa mà. Nó phải bớt chứ. Bớt thì làm tay bên kia nữa. Thường em làm á là cái ngón á, rồi mấy cái ngón chỗ này em ngứa đây nè. Cái em bấm. Là đó. Ngày cuối cùng là ngày 7 tháng 8 á. Thôi vậy được rồi. Họ bán vé mày hỏi mà mấy ngày kinh hết vé hết trơn. Hết vé tới ngày 10. Nó mua mau lắm nha cát, tại nhiều người mong chờ cái show này đó. Ủa vậy hả? Ngộ dữ vậy. Em cũng khoái mà. Mình coi trong video mình đã được đi concert live rồi. Mình search trên YouTube ngày xưa ra hả? Chỉ có cái show Tấm Cám thì cười xỉu luôn á. Vậy hả? Của Thành Lộc hay lắm. Vậy hả? Vậy hả? Hay lắm. Có 30 hay 7. Có câu chuyện cô tích hồi nhỏ mình ấy. 6 tháng 8, 7 tháng 8 rồi hỏi thầy có con ở đó này. Ôi, chắc phải mua vé. 30 tháng 7, 6, 7 tháng 8 hỏi thằng con nha. Ăn nha! Sáng chưa? Ba! Giúp cà con phê. Nha mày về hỏi kim đi hỏi ngắm không ta. Ủa tụi nó về Việt Nam hết hả con? Ngại khoái lắm ghé. Ủa bộ ánh này kia về Việt Nam luôn vậy hả? Chơi đi chơi luôn là
Cô Linh với má đi không? Cô Linh với má đi đâu? Đi coi lên thì cũng coi à. Con ngồi với cô không mà. Ăn đi con. Dẹp dẹp đồ của má qua cho bạn con ngồi. Dẹp đi. Ủa ăn dễ xỉn vậy con? À, con ăn mì. À ăn mì gói nha con. Còn có ai ta thành thầu á, thành lập hoặc là nhà ở Vũ Châu thôi. Đi, đi, con đi. Ghét ăn với bạn kìa. À, bốn vé đi. 4, 13 thì 4 vé là 7 vé. Ủa sao bạn con lại ăn cái đó? Bạn con thích ăn cái đó. Ồ. Phương coi gì ăn đi đâu? Có bún bò mà không có ăn. Có mà. Thôi thôi lấy 4 vé đi. Vậy hả? Mang ra đi ăn. Con rủ con Phương đi chung. Xin bạn Phương nó đi làm về hả? Không, múc rồi. À múc rồi hả? Ủa, múc rồi sao ăn? Nó thèm ăn mì gói. Ở mì gói dưới nước đúng không? Ủa, cô bà thơ cái miệng mới thèm cơ. Cô đi ăn. 6 giờ đi ăn. Mình chị thơ mẹ muốn tăng cả. Vậy mày bấm thử cái chân. Bấm cái. Chúa ơi. Ôi ơi. Cái gì vậy? Thì đang nhìn đồ ăn của bé khác với bé nó đang nhìn nó đang, tao biết trong 1-2 tô này nó thèm với tô mì gói. Trời ơi, mì gói cũng thèm chứ bộ. Lâu lâu thèm. Em không bao giờ em thèm nha. Mấy năm em không bao giờ em ăn một gói. Ờ, vậy. Cả đời không ăn chứ đừng nói mấy năm. Lâu. Đúng rồi. Nghĩa là kiểu là kẹt quá mà đói quá không thể nào chịu nổi nữa thì ăn một gói mì gói mà đặt không bao giờ ăn. Đúng không? Bé ăn mì gói một tô đỏ không của bé khác luôn á. Nước là nước lèo gì vậy con? Nước cay. À, nước cay của mì á hả? Mì cay cấp độ 7. Vậy hả? Cay chết luôn á. Bớt đúng không? Bớt. Thử đi. Bớt. Chị chỉ ướp nước lạnh bớt. Đỡ. Bên này đỡ không? Bên này. Nó ngứa nó nổi thân tham mà em không gãi không được. Tại mình gãi nó không có hết nữa. Nó bực mình nó biết làm sao. Nặng máu ha. Đó đi con ra đây rồi. Mà ai chỉ cho tay cây kiểu đó? À em tự chế. Trời đất ơi. Không, trong khi đó thì chị để nước lạnh. Chị bà chị của em cũng vậy, lâu cái bà gỡ cho nó chảy máu bà gỡ tỉnh. Trời biết sao không, như tối hôm qua chị ngứa quá đó, cái chị lấy cái thao. Nha bà. Cái chị đổ hai chai nước lạnh, nước lạnh thì còn lạnh, chị ngâm chân vô, chị ngâm chân vô chút là hết liền. Chút chị ngủ liền đến làm cho ngoại. Đây là lạnh nè, chị hay chị nè. Ngứa quá. Đúng ôm chặt cái chai. Có bữa chưa ôm thì ngủ chưa thiệt luôn, chưa ôm bụng. Còn hai cái chân tao ngứa không biết làm sao. Cho các bạn coi nha. Tối để vậy nè, thiệt lòng luôn vậy nè. Mới ngủ thiệt luôn á. Tại vì ngứa quá. Sao chị không bỏ cái khô khát này trong cái bớ đi. Mua cái khô khát đi. Đúng rồi. Không nghĩ tới cái đó. Mua cái khô khát rồi mình bỏ vớ mình để cho nó giữ luôn cái chân mình. Cái hôm mà mình đi á, thơ nhớ hôm mà mình đi á, thơ để mấy cái chai lưng, cái lưng sau lưng chị cho chị mới ngủ được á, thơ nhớ không? Ta ướp nước lạnh thì mới ngủ được á. Ngứa kinh hoàng luôn. Ngứa mấy chả ăn chó. Ngày mai hả? Sáng mai nó là chả ăn quá, chó. Chắc ha. Con đi học. Chắc khi con đi học hả? Thấy nó buồn quá chắc ha. Chắc nó cũng nhớ nhà đó con. Không lẽ nó không nhớ. Thấy nó buồn quá. Ơ. Hù hoài. Khoái lắm. Hù được tao quá. Cái gì mới vô nhà hỏi chị Thanh đâu rồi liền. Để hù liền đó không? Nó ở rít tim á thòng, bị bệnh thòng tim á, mốt má bị bệnh thòng tim là ba con làm ở nhà kìa. Trời ơi con nó ngầm kìa. Khoái con mắt nó dễ thương, mắt thiệt là dễ thương. Nó ngầm kìa. Nuôi đó chị một cái mà chị rất là sợ. Mặc dù là chị cũng nuôi, chị sợ nhất là cái mùi flea. Má sợ nhất cái đó luôn á. Cái con gì mà chồng quay mập mập bên trên ghê ha, nhìn nổ ra cái ghê á. Quay em nhớ hồi nhỏ hai loại. Nói mà tao rợn cái nổi bỏ chép là hình như nó ghê. Nó hút máu ghê. Em nổi da gà luôn á. Thấy ha, ví dụ con chó lông cắn gì ha. Mày giữ nó kỹ. Cái chừng mà mày quăng giặt. Dập nó ra, quăng giặt nó ra. Đầy với trong nó đen chua như chí. Nghe mà nổi ốc luôn. Trời ơi em nhớ hồi nhỏ em hay bắt chí con chó lắm. Ghê luôn. Chí con chó gì, cái con bạch chét hay con gì. Con
hút máu. Con ve, cái đó con ve. Không, không. Cái con mẹ nói mà tròn tròn mà không có lông gì đó là ve. Con ve, ve. Con flea. Đúng rồi, con flea đó là con bọ chét, nó nhảy. Bọ chét là nó có nhiều chân. Hiếu quá. Ừ. Nó trời thơ nó nhảy không vậy nè, nó nhảy lẹ lắm luôn. Nó nhảy lẹ lắm. Chuyện chó nhiều vừa bắt ra nó bị bay. Mà nó nhảy lẹ lắm á nha con. Bay hả? Nó nhảy không đi đâu á. Mà nhớ. Khi ví dụ mà nhà thảm nó xuống thảm là coi như đẻ trứng ở trong đó luôn. Đây em luôn. Nhớ hồi nhỏ em bắt mấy cái con trong đó đó. Con còn về đó. Cái con mà có nhiều chân mà nhỏ nhỏ xíu nó dẹp dẹp á. Ờ, em bắt nó ra cái em lấy độn. Đó là con về, con đó là con bỏ mì chắc con ghê. Ghê quá. Hồi xưa là mấy bà già xưa là bắt con Chí á. Cắn. Bỏ miệng cắn. Ôi người xưa gì em cũng đứa em thích. Gớm. Hồi nhỏ đó. Người miền Trung á. Gớm. Người miền Trung là toàn bỏ vô miệng cắn. Cắn gì ơi, con lợn quá. Quá bà con ơi, đừng có kể nữa. Rồi là nó sực da. Gớm. Ghê quá. Gớm. Mà hả, ai muốn ăn Chí của em? Để ăn cho mọi người. Để ăn nha. Ờ ghê quá. Đang nghe nha, tôi đang ngứa nha, đừng kể tiếp. Có nhiều người ghiền giết Chí. Nhiều lắm chứ. Ghiền lắm, đúng TikTok. Thiệt luôn á, thiệt. Mấy bà già đè mình ra ngồi bắt Chí. Có Chí thì nên. Ghê. Qua gặp cái anh Đạt á, ảnh nuôi hai con chó giống y chang vậy nè. Hai con, cái một con mẹ với một con. Cái xong cái này là con cha đâu. Nó con cha thì hai vợ chồng nuôi. Hai vợ chồng nuôi hai con chó vợ chồng. Cái ly dị cái người bắt con vợ người chồng thì bắt con chồng đi. À, cái hai đứa xa nhau. Cái con mẹ nó đẻ ra đứa con á, bây giờ hai mẹ con ở nhau. Còn con cha thì nó đi về nó đi nó chia lìa lứa đôi. Tội ha. Thì thôi cho người ta ở chung một con chó. Hai vợ chồng ở luôn đi. Một người giữ đi ha. Hai chồng ly dị cứ tách hai con chó ra. Cũng tội con chó. Ừ. Biết nói chữ rồi đó. Hả? Chó biết nói là chữ rồi. Ờ đúng rồi, nó chữ nó cắn á. Ảnh nu thì ạ. Sao mày buồn quá vậy? Nó nhớ chủ nó đó. Chứ không phải nó nhớ chị Khanh mà. Tao đó. Mới gặp con rồi. Chị nó là mình. Cú. Buồn người em không? U à. Linh đem về nuôi Linh. Rồi. Cứ cứ. Nó không có trả lời đâu. Donna. Donna không? Donna. Hú. Sao buồn quá vậy? Ừ. Cho nấp ở đây tìm bà Tám nữa. Nhìn mặt giống thì Khanh, nhìn mặt giống bà Thơ dễ sợ. Trời, con chó này nó buồn nha. Thiệt ta. Chó nó buồn, nó nhớ chủ, nó linh. Mấy con này sẽ need to go out, need to walk. Ừ, nó cần ra ngoài. Đi, 6 giờ rồi. Let's go. Để. Mình đi Tân Cảng hẹn với TC. 6 giờ. Đi, 10 giờ kìa. Ơ, kém 10 giờ. Đi. Trời ơi, để tao dắt đây nó nghe là đi là té đó nghe chưa. Chào mọi người. Đây là cây đào em gỡ chị Thơ. Đào vừa ra bông, tăng 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 răng tăng tăng tăng. Đào vừa ra lông. Coi chị Thơ chỉ cười chị Khanh nè. Cười gì? Chị Khanh cười quá. Hù. Em không có sợ. Hù đồng bọn mà. Để xe cho nó ra. Nè. Nè. Đây mất kiến đen nè, không thấy cái lỗ. À, cái lỗ đây nè. Lỗ gì? Cái lỗ để sâu cái này vô nè. Đó, xong mình kêu. À đây nè. Đẹp lắm. Đây nè, ý cái này dễ thương quá Linh ơi. Linh mua đâu vậy? Dễ thương quá nè.
Ô tay mình bự vậy. Sao chị giàu quá vậy? Đi làm chỗ cái cây khô. Cái ơi khác ngày con ra trường má xin tặng con một hộp xoàn bự. Bá cháy luôn. Chịu không con? Chịu. Một hộp xoài bự đây chị cắt chị á, chị sợ giờ chị treo lên. Đúng rồi, đây nè. Con thấy nè. Đâu? Treo lên treo cái cành cây dễ thương quá. Mối sáng em hai hoa hồng bán hai cho bao người quên. Cho chị ra xe trong két nó vô lại. Cái gì vậy bà già bà chiếu hoa không chiếu bà chiếu tôi. Điện cái ti kìa nó đứng nó dục như giống như gục vô mẹ. Nó che nắng nó sợ nắng. Thấy cái dù tôi lợi hại không? Vì Việt Nam phải có dù không chết. Trời ơi Việt Nam là chùm luôn chứ dù cái gì. Việt Nam là chùm. Trời. Hoa lan cũng nắng lắm. Hoa đẹp ha. Ừ. Chị canh xe ra chị đi đâu vậy? Trời ơi dày cái ti đẹp quá vậy. Vậy mới ha. Cũ. Sao mình cũ rơ. Mà lý do là tại vì không có mang nhiều thôi. Ừ. Két chạy Camry đã ha. Nó rộng ha. Tư cô chạy Camry không nó chạy nó rộng thấy không ngồi thoải mái ha mà êm không ha nó đầm không đã ăn mà cái đó là cái gì quên rồi nhưng mà cái này cát thích không cái gì cái đó phải mua cái sắp xe đẹp nè màu này đẹp nó khoái chạy êm mà ngồi rộng nữa. Em ăn xong rồi còn cái viền thôi. Mới phân phối hết. Sao còn con gái con đứa nè. Hết rồi còn cái viền thôi. Bữa nay ăn tùm lum mà mọi người thông cảm đi. Lâu lâu mới gặp chị. Nếu mà em lâu mới gặp chị đó. Nếu mà em kể em ăn cái gì ra bữa nay người ta xỉu liền. Đâu ăn cái gì đâu. Thôi không nói được. Ngồi đi chè nó ta bu nam bu đúng rồi. Đây chị sẽ lán đi mai nhỉ. Lâu rồi mới gặp chị ủa hai tháng không từ ngồi đi chơi về như vậy sao em lâu em mới lên không lên chị Ngọc sao da này đẹp quá ha giống mà phim Hồng Kông á bữa nay lông mày ông mưu tụi chị chính mình làm rồi mình đi ca cho anh Lê Hoàng chơi không sao cứ phê bình anh cứ phê bình đi phê bình lãng mạn là mình cứ phê bình lãng mạn ra không cho ăn cua nữa cứ phê tại mình mê hát lắm cho hồi xưa thích lắm đi chị biết sao bây giờ cứ giọng mất cái làm nhà hàng cứ la cứ quậy mất cái giọng rồi vậy thế chú chị đến nè tưởng giờ chị mặc bộ đồ đỏ ha chị mất cái giọng rồi mất cái giọng đi chị không dám đâu mà mặc xinh xắn quá chị ngạo mà xin xó các bạn anh chàng lẻ loi á ở trong nhà hàng hát có đúng không chị nói tiếng Tàu đúng hả chị hay lắm á thằng dâu nha trời ơi ghê thiệt nha hay là mai mốt mình lên mình hát tiếng Miên tiếng Lào gì nữa đâu có hiểu đâu mình hát đồng hát cay đâu có hiểu đâu cao giọng thấp giọng gì đâu ai biết gì đâu hay đó không cam thơ có cái tiếng Tàu là ca được mấy cái nhạc hoa nè tiếng Hoảng tiếng phổ thông nè hay á nó nói tiếng phổ thông cũng nghe hay nhiều đó ai tập vậy hả tự hát gì hát á chị bắt chước mà
Duy Diệp nha. Cái giọng này kia cũng rất là chuẩn, cũng chuẩn lắm. Đúng rồi, nghe nó hát tiếng Hoa. Nghe được. Nghe hiểu. Đúng rồi, nhưng thì không hiểu mới chết á. Đúng rồi. Này hay quá. Cái mấy bạn nữa thì hay thiệt nha. Dạ. Không có mấy bạn Hoa đó, trời ơi hay lắm. Mấy cái bạn hồi xưa kìa, nhạc hay lắm. Đúng rồi, nhiều người hay. Đây. Đâu hả? Ủa. Giỏi á, Kim Ly ăn đủ á. Chín muối. Rau muống. Súp chưa? Súp bông bóng cá rồi. Cua. Dạ, lấy cái này, lấy cái đó. Đừng gãy răng nữa nha, đừng cắn gãy răng. Cái đồ bấm. Nó bị liệu cái nó một hai ba cái mà nó cảm ơn hơi đâu mà nghe mới mẹ đi ha. Rồi anh tụi con đi, cảm ơn cô Khanh for the dinner. You're welcome con, you're welcome. Con lên con đây, cảm ơn cô Khanh. Thank you, you're welcome con. Thank you. Tao liệu luôn. Cái tiền bằng cái thương ha. Đi, đi thôi đi ha, let's go. Đi, chúc chị Khanh thượng lộ bình an nha. Đi bình an chị ơi. Cỡ mai. Nhưng mà em sẽ gặp chị. Còn gặp chị nữa. Còn mấy người nào đâu gặp chị nữa đâu. Chưa mai sẽ gặp mày mà. Đúng rồi. Đúng rồi. 12 giờ chị mới bay. Để bay từ đâu? LAX hả? Tối mai hả? Tối 12 giờ. 12 giờ khi tụi bay ngủ là tao đã cầm đi ngủ trên đó. Về Canada. Về với má đây. Ai về đi? Má phải về với má. Chị phải về. Hay là em muốn chị Ngọc đi ra là em ở hãy đúng không? Em phải tiền. Đúng rồi. À, à chị đi. Chị nhớ nha, chị nhớ nha. Số mình. Ok chị. Yes. Đúng rồi. Đẹp phải có lớp rồi. Không, đừng lắp cho bữa đó, không lắp cho rồi. Bữa đang lắp cho là khăn tiếng luôn á. Em đi á là em make sure tất cả mọi người cầm lấy cái bản này để Christy. Em bỏ cái hình để có hình mặt em lên đúng không? Christy, tại vì mình có thua một thua quân quang chút. Bây giờ em nhất em cũng được vài chút Huy Hoàng trên YouTube. Đúng rồi. Đó, ảnh em sẽ đầy đó là biết đâu đại gia đâu. Còn cái khúc mà em rớt á, chị không quay. Chị không quay được cái live show. Cái đó là cắt. Live stream bị hư không đó. Hư không đó. Không đâu. Không đâu. Quay cũng nhớ nha. Rồi. Hay thiệt nha. Chị nói theo dõi hả? Có. Nhưng mà chị cũng nói từng cái gì hay. Từng cái gì hay. Đúng. Mà chỗ có nhiều thi sĩ ca hay quá. Em nói chị hay quá. Chương trình hay quá. Chương trình quá là hay. Nếu như nói chị ủng hộ cho chương trình. Rồi. Nhà hàng tân cảng. Nhá, gọi chị đâm đây cái nhà hay quá, chúc phụ chúc hay quá đi. Nha, bây giờ gọi chị. Nha, ok. Dạ, bay lên. Ba chị. Rồi. Bay chị. Ba. Bay.